Dạ chào anh em Tâm ơi, Mai Vàng đã quay trở lại với kênh Lê Việt Mai Vàng và Bonsai. Vườn của em ở đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại em là 0938 93 43 23. Hôm nay em lên clip một cây mai tứ quý ghép giảo lá gai nha anh em. Cây đang nằm chậu da bò, trong cái lu da bò hồi xưa anh em của gốm lá thiêu thì cắt ra tạo hình. Và vô một cái cây mai tứ quý bán đổ để chơi cái kiểu xưa anh em. Thì mấy cái lô này bây giờ mắc lắm nha anh em. Thì nó nhìn nó còn mắc hơn chậu men của mình nữa, hoặc là mấy cái chậu tàu á. Mà giờ kiếm thì cũng khó. Thì cái cây mai tứ quý này á ghép giảo lá gai cái thời gian cũng lâu rồi. Thì trên clip anh em xem chi cành của nó rất là lớn nha anh em. Đang phù củ tỏi lên rồi. Trong cái clip này thì em quay lại cái quá trình vô kẽm định hình cái cây mai tứ quý ghép giảo lá gai này, và sẵn em chia sẻ một số kinh nghiệm chăm sóc mai vàng cho anh em được biết để có thể áp dụng trên cái cây mai vàng của mình. Anh em trên màn hình đó là cái lá của cái giảo lá gai này, anh em xem cái viền lá nó có gai gai nha anh em, mà cái lá nó dày. Em theo em nghĩ á, thì cái lá của cái giảo lá gai này nó đặc trưng chỉ thua cái mai tứ quý và một số dòng đột biến như mai bạch thôi anh em. Nhìn mình rất là dễ biết ngay, nếu mà anh em mới tập chơi á, xem vài lần thì cũng có thể phân biệt. Cái dòng loại giảo lá gai này á thì nó có từ rất là lâu đời rồi, nên nó chắc cũng chung đời với giảo Thủ Đức anh em. Anh em nào biết hơn về nó thì có thể để lại comment ở dưới để cho mình cùng nhau hiểu biết thêm. Thì cái giảo lá gai này á, mặt bông nó cũng tương đối đẹp, thì em để hình mặt bông trên đầu cho anh em xem nha. Anh em tham khảo thì cái hình mặt bông của vườn em luôn anh em. Thì những cái hình này là những cái hình mặt bông trái mùa không à, thì nó không có đạt lắm, nhưng mà qua hình ảnh thì anh em cũng biết cái độ đẹp của nó. Thứ nhất là nó to, nhiều cánh, mặt bông cũng khá tròn, nó có hai lớp cánh nha anh em. Giảo lá gai này á, theo em nó cái dở của nó là cái tính ổn định của giống anh em. Ví dụ như giảo Thủ Đức á, thì cái tính ổn định của giống nó ổn hơn là cái giảo lá gai này. Giảo lá gai này mình phải lấy cái bo ghép từ một cái cây thật là đạt, thì mình ghép vô cái cây mai của mình nó mới ổn nha anh em. Tại vì sau qua nhiều đời ghép á, thì có thể là nó bị lai giống. Thì đó là cái ý kiến cá nhân của em thôi, thì nếu mà anh em nào biết hơn á, thì có thể để lại comment và mình cùng nhau học hỏi. Thì cái phần này thì anh em làm em quay sơ lại cho anh em xem cho vui thôi, chứ thì cái quá trình này nó lâu lắm, mà quay thì 2-3 tiếng đồng hồ nó hết dung lượng của điện thoại anh em. Cho nên em quay sơ cho anh em hiểu cái cách làm của các nhà vườn khi mà vô kẽm cho cây mai. Vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 âm lịch này á, thì cái công việc mà xịt thuốc bón phân của nhà vườn thì cũng tương đối nó ít hơn các giai đoạn trong năm, các giai đoạn trong đầu năm anh em. Thì cái giai đoạn này á, tập trung chính là vô là mình xử lý những cái cây nào mà đang bị gặp vấn đề về nút, chưa có đạt được cái nút mà để Tết có bông tốt anh em. Cái thứ hai á, là vô kẽm định hình. Thì tùy theo cái tình trạng của cây, chi cành của cây mà theo trong năm á, thì có thể mình vô kẽm tháng 6, tháng 7, tháng 8. Có cây á, thì có thể là vô kẽm 2 lần một năm, mà có cây thì vô chỉ được 1 lần một năm thôi, cũng tùy theo cây. Về cái vấn đề vô kẽm tạo hình này á, thì mỗi nhà vườn có một cách khác nhau. Thì cái cách của em thì nhìn trên video anh em cũng có thể thấy là cái cách cơ bản nhất thôi, còn một số cách khác á, hiện bây giờ anh em đang áp dụng thì cũng em thấy cũng xuất hiện nhiều lắm. Em để hình trên màn hình cho anh em tham khảo nha. Nhưng mà cái này thì bên em không có làm, tại vì quen cái cách này rồi. Ông anh ông làm mai cũng được hơn 20 năm rồi, hồi xưa làm vậy riết nó quen anh này, cũng khó để thay đổi. Cái thực tế mà vô kẽm một cái cây mai vàng theo cái quan điểm cá nhân của em, nếu mà sai thì cho phép em xin lỗi, nhưng mà cái thực tế mà vô kẽm cho cây mai vàng á,
Nó sẽ khác với mình vô kẽm những cây mà mình chơi kiểng, mình chơi bonsai. Em ví dụ như mai chiếu thủy, nguyệt quế, linh sam, sam hương nha anh em. Tại vì cái cây mai vàng á, theo em hiểu á, nó là một cái cây kiểng mà mình chơi bông. Mà trong cái quá trình mà mình vô kẽm, nếu mà mình có những cái tác động mạnh nó không đúng á, thì nó sẽ bị chai bông, hoặc là những cái tác động khác làm cái cây tết nó ít bông, hoặc là nó nở không có đều bông á anh em, lột chọt rồi bông nó không đều. Thành ra cái vấn đề vô kẽm này á, nó cũng tương đối khó. Đối với những cái cây mai tàn dù hoặc là tàn thiên nhiên á, thì mình dùng dây mình kéo lại cho nó tròn tàn thì nó khác. Còn với những cái cây mà đã vô thế như cái cây mai tứ quý dáng bán đổ này á, thì thật sự là chỉ những anh em nào mà làm mai cũng lâu năm thì người ta có kinh nghiệm đó thì mới dám chơi thôi. Chứ thực tế nếu mà mình vô kẽm mình làm tùm lum á, thì nhiều khi cái bông nó không có đạt được như những anh em thợ. Thì cái vấn đề này á, thì em không biết em có nói trên những cái video trước hay không. Thì cái quan điểm của em á, để mà mình chơi được một cây mai á, thì có hai giai đoạn anh em. Có một cái giai đoạn đầu á là mua mai rồi ép mai và chơi mai vào dịp Tết, là cái rất là đơn giản. Nhưng mà cái bước cao hơn á là cái giai đoạn 2 á, là mình tạo hình, mình chăm được cây mai đạt bông, mình canh được nút, mình canh được ngày lãi lá rồi Tết á, thì cái bông của mình nở theo dạng bông chùm. Thì thực tế thì có nhiều cái cây mai á, là Tết năm trước á, là nở bông chùm rất là đẹp, nhưng mà trong năm thì mình chăm sóc cái cây nó không có đạt. Có thể là trong cái tháng 9 này, tháng 8, tháng 9 này thì cái nút nó còn quá nhỏ thì mình thúc phân, nhưng mà tính Tết đó, thì cái bông nó không đạt. Thì cái đó là cái giai đoạn 2 dành cho những anh em nào chuyên nghiệp rồi, hoặc là những nhà vườn. Còn những anh em nào mới chơi á, thì mình chú ý đến cái việc á, là chăm sóc cho cây mai sống. Mình tập ghép được, mình ghép ok là mình có thể là mình chơi cây mai cái Tết rồi. Bông á, thì nó có thể không đạt so với nhà vườn, nhưng mà nếu mà mình nuôi sống được cây mai á, là coi như mình chơi bông ok rồi anh em. Còn cái việc mà chăm sóc cái mai mà bông nó nhiều, bông nó theo bông chùm, và mình chơi mai theo dáng thế á, thì anh em chơi chơi kiểng mà anh em, thì 2-3 năm thì phải nâng đô thôi. Ví dụ như ban đầu anh em có 1 cây 2 cây thì ghét ghiền quá, cũng phải 5-7 cây, rồi nhà không có chỗ để thì mua gửi vườn. Thì cái vấn đề đó thì em là cũng theo mai cũng mười mấy năm rồi, bản thân em hồi trước cũng vậy thôi, thành ra cũng hiểu. Nhà ghét là nâng đô thì mình chơi những cái cây mai thường thuộc dáng thuộc thế thì mình nâng đô của mình lên. Em có một cái lưu ý nhỏ đối với anh em chơi mai vàng á, thì trong tháng này á, tình hình những cái đọt non vẫn còn, thì mình vẫn phải lưu ý đến bọ chỉ, sâu ăn lá và các bệnh nha anh em. Đặc biệt là cái mùa mưa này á, thì nấm nó dễ sinh trưởng phát triển mạnh lắm. Thật ra mình cũng lưu ý bệnh đối với cây, nhưng mà cái lượng tược non nó cũng ít, thành ra cái bọ chỉ á, thì mình có thể mình phun ngừa thôi. Hồi trước á, là khoảng 7 ngày 8 ngày mình phun ngừa một lần, thì có thể bây giờ 15 ngày, hoặc là mình căn theo cái tình trạng của cây. Có thể là trong giai đoạn này cái cây của anh em nó không còn ra tược non nữa thì mình cũng không cần phải phun bọ chỉ. Đó là tùy theo tình trạng cây nha anh em. Và có một số anh em á, nhờ bên em đi qua vô kẽm cho cây, nhưng mà cái này thì em nói rõ luôn trên video á, là bên em không có nhận vô kẽm cây với số lượng ít anh em ơi. Tại vì ví dụ như 1-2 cây mà chạy qua giờ lấy anh em 500 triệu thì cũng khó, vì nó nâng giá trị cây quá. Ví dụ như 5-7 cây mà những cái cây ví dụ như trong hình đó, cái thời gian làm có 2-3 tiếng thì là một buổi một ngày công gì đó thì mới có thể tính anh em. Tại vì công thợ thì anh em cũng biết, thứ nhất là tiền kẽm đi, rồi thứ hai là tiền công thợ nó cũng cao, và tiền di chuyển nữa. Tại vì bên em á, là ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, thì công thợ mà vô kẽm được được á, là từ 500 đến 1 triệu rồi, mà tùy theo xa gần rồi số lượng nữa, chứ là cái đó là công thợ một ngày anh em.
Nhiều khi tính giá cho anh em mà ấy thì cũng khó, mong anh em thông cảm nha. Thì có thể mình nhờ mấy anh em chuyên nghiệp người ta đi người ta sửa giùm mình. Rồi khoảng 4 tiếng từ cái bắt đầu làm á thì tới bây giờ á thì cái cây nó định hình ra được như thế này. Ở trên phần đế của nó có một cái phần ngọn dương lên nha anh em. Tại đây cái này là làm theo cái dạng là bán đổ mà lợp tầng á, rồi có một cành rơi ở dưới, rồi cho nên anh em không thấy cái ngọn. Do bán đổ cái kiểu này thì ông anh em rất là thích, em cũng có một cây mini như vậy em giao lưu với ông anh ở trên Bình Phước á, cái bán đổ và có một cành rơi. Tại vì cái gu anh em ơi, thì anh em thấy mà nếu mình nó hơi khác lạ chút xíu á thì đừng comment chửi nha, tại vì cái này cái gu của mình. Dạ em cảm ơn anh em đã xem hết video, nghe em nói hơi dở chút xíu nhưng mà mong anh em có ý nhẹ nhàng, tại vì nhiều cái video trước có nhiều ông anh vô nói chuyện cà khịa và nói xúc phạm đến người khác đó, thì mấy anh em đó thì em xin phép block. Em cảm ơn anh em và hẹn anh em ở clip sau, nếu mà được đó, thì có thể đăng ký kênh ủng hộ em cảm ơn anh em.